Số đào hoa, số đào hoa 2. Đại hội Minh Tinh kỳ 6, kịch đoàn Dân Nam Thí Quyển, vở hài kịch Số Đào Hoa 2. Đạo diễn Nguyễn Minh Trúc Quyển quy tụ những ngôi sao sáng nhất: Ngọc Giao, Kiều Oanh, Hoàng Nhất, Quang Thành, Cẩm Thu, Quốc Tuấn, Hồng Loan, Mai Thế Hiệp, MC Thanh Tùng và năm ngôi sao điện ảnh: Lương Thế Thành, Thanh Duy, Trương Nam Thành, Thúy Diễm, Kali. Tại Sài Gòn Performing Arts, chủ nhật ngày 14 tháng 12 với 2 xuất diễn 1 giờ trưa và 6 giờ 30 tối. Vé bán tại Trung tâm Thúy Nga, Bích Thu Dân, Bôn Sao Ticket, Bà Bầu Thúy Quyển, 7147155854, 7145854. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Văn Nghệ cùng với Phạm Khanh và Leader Sài Gòn TV. Kính quý vị, phải nói là trong cái sinh hoạt văn nghệ của vùng Leader Sài Gòn trong cái thời gian vừa qua, nổi bật có những cái chương trình văn nghệ thật là hay được diễn ra tại Rạp Hát Sài Gòn Performing Arts Center với đoàn Dân Nam Thí Quyển cũng như là Bà Bầu Thí Quyển ở đây. Và các cái chương trình mà được gọi là Đại hội Minh Tinh đó, kỳ 5, kỳ 6 sắp tới đây đó, thì phải nói là khiến khán giả rất là phấn khích và cũng là khiến khán giả rất là ngậm ngùi. Thành thử ra là các cái chương trình đại hội thường thường có một cái tên nó gọi là bi hài kịch. Ra hài thì là cười rất là vui, mà bi kịch thì cũng là mua nhiều nước mắt của khán giả. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi thấy là trong các chương trình đại hội Minh Tinh đó là Bà Bầu Thí Quyển rất là mạnh dạn đưa những diễn viên điện ảnh rất là nổi bật, trẻ trung từ Việt Nam sang để mà tham dự trong cái chương trình show diễn, thì làm cho show diễn cảm thấy là nổi bật hơn, trẻ trung hơn, và khán giả cũng bị lôi cuốn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay có mặt hai diễn viên trẻ và nổi bật đó, đó là diễn viên Kali cũng như là Thanh Duy. Và đặc biệt là Thanh Duy là lần đầu tiên đến với cái chương trình ngày hôm nay, và cũng như là lần đầu tiên em đến với Việt Nam. Thì Phạm Khanh xin chào cô Thúy Quyển, chào Kali cũng như là Thanh Duy. Chào anh Phạm Khanh. Kali xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của Đài Leader Sài Gòn TV, của Hoa Kỳ nói chung, và khán giả đang ngồi trước màn hình để theo dõi chương trình của Đài Little Sài Gòn. Thanh Duy giờ chào đi. Đang còn hồi hộp. Đúng quá, tại vì kính thưa tất cả quý vị khán giả, như anh Khanh, cô Thúy Quyển, nhờ Kali, đây là lần đầu tiên, cũng như anh Khanh nói là Duy có mặt tại Hoa Kỳ, và cũng là lần đầu tiên Thanh Duy tham gia vào đoàn kịch Dân Nam Thúy Quyển, sẽ có mặt trong một vở kịch hấp dẫn và gây cấn hai kịch Số Đào Hoa 2. Còn cô Thúy Quyển thì sao? Thưa cô? Thì cô cũng như lần trước thì Số Đào Hoa 1 đã ra đời, thì được khách quý khán giả rất là ái mộ và rất là hoan nghênh. Sau khi thành công cái diễn vở tháng 11 là Ảo Quánh Cuộc Đời, cái đó là bi trường kịch, khán giả khóc quá nhiều rồi. Thì lần này 14 tháng 12 thì Thúy Quyển cái tư vở này khán giả sẽ cười, sẽ cười nhiều hơn, cho nên đạo diễn Minh Phương chính là viết gấp cái vở này. Và mong khán giả tới để xem các em trình diễn như lần trước. Lần số trước Số Đào Hoa 2 cũng là thể theo yêu cầu của khán giả, tại vì lần trước khán giả xem Số Đào Hoa 1 khán giả thích quá, nên lần này khán giả yêu cầu là phải có Số Đào Hoa 2. Lúc bây giờ thì cái show 1 đó anh có thực hiện dẫn một số chương trình giới thiệu trên Đài Leader Sài Gòn TV, thậm chí cũng có làm những cái show dẫn anh em diễn viên điện ảnh đi Phú Lộc Thọ nữa. Nhưng mà sau đó rồi là lập tức là đi về Việt Nam ngay. Nhưng mà từ bên Việt Nam, khi mà show diễn diễn ra, Phạm Khanh có điện thoại qua bên Mỹ này hỏi coi show diễn nó thành công như thế nào. Thì nghe mọi người thân trong gia đình nói khóc quá trời luôn. Khóc có nghĩa là thành công rồi. Bi ra bi mà hài ra hài. Bi mà mình làm cho ta khóc được là hay quá. Đúng không ạ? Và kỳ này thì để thay đổi không khí, và nhất là những cái dịp lễ cuối năm nữa. Không muốn quý vị khóc nữa. Số Đào Hoa 2 sẽ ra mắt cho quý vị, và đây là hai diễn viên trẻ. Hai em có thể tiết lộ cho biết rằng là hai em sẽ tham gia trong cái vai trò nào, cái vai nào trong cái Số Đào Hoa 2? Trong Số Đào Hoa 2 này thì Thanh Duy bật mí chút xíu thôi nha, là Thanh Duy sẽ đóng vai người chồng, rất là Trần Quý Trạng Đào Hoa. Không có giống như cái phong cách Đức là đang trẻ cool. Trung gian ở đây phải fashion, thì bây giờ có một cái sự bất ngờ mà lột xác đối với khán giả. Nhìn mặt là thấy đào hoa rồi. Em có lo lắng không khi mà cái phong cách của mình trẻ trung mà mình lại phải đóng một cái vai mà chững chạc như vậy? Dạ không phải, thì lo lắng thì cũng phải lo, là chắc chắn phải lo lắng rồi. Nhưng mà cái đó là một cái em rất là cảm thấy phấn khích và rất là thích, bởi vì diễn viên cái hạnh phúc nhất là được
lột tả một cái nhân vật khác mình hoàn toàn. Mới thấy được cái tài năng của mình không phải không? Dạ, em nói. Còn đối với Kali đó thì đặc biệt vừa bước chân vào Lido Sài Gòn TV thì chúng tôi thấy các anh chị ở đây đã đến và muốn chụp hình chung rồi. Đây là một diễn viên rất là trẻ và nổi tiếng Việt Nam. Em sẽ đóng vai trò gì trong cái số Đào Hoa này? Số Đào Hoa này đây. Em sẽ đóng vai một cô vợ mà vừa hả? Vợ anh... ai ta? Không biết vợ ai. Chưa biết vợ ai. Không biết vợ ai. Vợ của anh chàng Đào Hoa. Mà cô này sẽ có rất là nhiều nỗi khổ cũng như phải tìm đủ mọi cách để làm sao mà giữ chồng của mình. Nghe nhột nhột anh. Nên mới nói em đóng vai chồng đúng không? Đào Hoa thì vợ nó rất là khổ sở. Wow. Làm sao để mới diễn tả cái nỗi khổ của mình được trong khi là em rất là trẻ đẹp như thế này. Cái này thì phải đợi khán giả đến xem thì mới thấy được. Đúng chứ rồi. Bây giờ nói ở đây thì không thể nào khán giả thấy được. Kịch chưa diễn, Đến ra là chưa muốn tiết lộ. Thật ra cái vở số đầu qua hai này, đạo diễn Nguyễn Minh Phương viết cái, nó có những cái tình huống khác những lần trước. Những lần trước số đầu qua một thì được khán giả xem cái tình huống đã xảy ra. Lần này cũng nhiều tình huống xảy ra mà bất ngờ, lạ lùng hơn những lần trước. Dạ, cộng theo có Kiều Oanh là Lương Thế Thành, rồi Trương Nam Thành, Thúy Diễm, rồi Hoàng Nhất, Hồng Loan. Rồi có bên cạnh đó thì có các nghệ sĩ, có Cô Ngọc Giàu, có Cẩm Thu, Quốc Tuấn, Quang Thành, Mai Tế Hiệp, MC Thanh Tùng. Và đặc biệt nữa có nghệ sĩ Ngân Linh cũng trong cái màn hậu quản. Như vậy là cái một cái chương trình mà tổng hợp là những người lớn tuổi đứng tuổi cũng có thể xem được, phải không? Những người bạn trẻ cũng rất là thích thú, đặc biệt là hai diễn viên trẻ ở đây. Cái hay của hai em đó là vừa xuất hiện đã thấy thu hút rồi, chưa có diễn gì hết. Làm sao mình có thể phải nói là có một cái sự thu hút đặc biệt đến như vậy? Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh quá khen. Chắc là do may mắn. Với lại tụi em cũng rất là hòa đồng và đi ra ngoài gặp các cô chú, các anh chị. Mình thấy khán giả nhận ra mình và yêu mến mình, đó là một cái điều hạnh phúc đối với mình. Cho nên mình phải đáp trả ân tình đối với khán giả. Bằng cách là tập luyện cho thật kỹ. Diễn cho hay. Thanh Duy lần đầu tiên đến có đến Mỹ này thấy cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy rất là gần gũi. Bởi vì mình em từ vừa mới tới ngày hôm qua và từ sáng đến giờ mình đi vô đây thì rất là nhiều người nhận ra. Mình cảm thấy rất là phấn khích. Mà không có lý do gì mà mình không đáp lại cái tấm chân tình của khán giả. Cho nên bằng cách duy nhất đó là vận dụng hết tất cả kỹ năng của mình. Kỹ năng của mình để mà tập diễn. Thưa cô Thúy Nguyễn, bây giờ cái chương trình này đó thì phải được biết là diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 12. Hai suất thì có hai suất, suất 1 giờ cũng như là 6 giờ 30 chiều. Bây giờ khi khán giả muốn mua vé ngay từ bây giờ thì phải không biết Sài Gòn Pavilion Center là nó có cái số ghế. Phải mua trước. Phải mua trước, đúng rồi. Tốt. Thì vé bán tại trung tâm Thúy Nga, Bonsa Ticket, Bích Thư Dân và Thúy Nguyễn. Cái số phone là 714-715-5864. 715-5864. Thì mọi chi tiết thì cái liên lạc Thúy Nguyễn. Vâng, có thể liên lạc với trực tiếp với bà bầu Thúy Nguyễn. 714-715-5864. Một lần nữa, chương trình Số Đào Hoa 2, tức là Đại hội Minh Tinh kỳ 6 sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 12 2014 tại Rạp Hát Sài Gòn và Phoenix Center. Có hai suất, suất 1 giờ trưa và cũng như là suất 6 giờ 30 tối. Nếu vì chưa nghĩ ra tặng người thân bạn bè, ông bà cha mẹ mình những món quà gì cho dịp lễ Noel thì đây là một món quà rất là giá trị. Đó là mua những cái tấm vé thật sớm, thật là nhanh để mà đến tham dự một cái chương trình phải nói là tổng hợp như thế này. Có Ngọc Giàu, Cẩm Thu, Quốc Tuấn, Quang Thành, Mai Thế Hiệp, MC Thanh Tùng và một dàn diễn viên trẻ nổi bật đến từ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi có gặp Kali và cũng như là Thanh Duy đến với chương trình của chúng ta. Quý vị ơi, số Đào Hoa 2. Thúy Nguyễn mong rằng tất cả khán giả đã từng thương kịch đoàn Việt Nam Thúy Nguyễn, thương mấy em thì đã từng ủng hộ, thì ngày 14 tháng 12 mong quý vị đến ủng hộ thật là đông. Đây là cũng là khuyến khích cho kịch đoàn đó nha mấy em, để mà có cái tinh thần để mà còn tìm những vở khác đó, món ăn tinh thần để mà phục vụ cho quý vị.
Dạ, dạ. Cảm ơn bà Bầu Thúy Nguyễn, cảm ơn hai em Kali cũng như là Thanh Duy đã đến với chương trình văn nghệ chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý vị đến để mà ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại, cũng như là củng cố tinh thần cho các em trẻ để các em có thể diễn hết mình và phục vụ quý vị như là một cái món quà chào mừng Christmas và New Year sắp đến. Một lần nữa xin gọi cho bà Bầu Thúy Nguyễn 714-715-5864. Phạm Khanh xin cảm ơn hai em và cảm ơn cô đã mạnh dạn mời các em đến trong chương trình của cô, cũng như là mời các em lên đây để mà tham dự chương trình talk show. Cô cũng cảm ơn đài đã cho có cơ hội cho mấy cô cháu lên đây để trình bày cái show. Dạ, xin cảm ơn nhiều. Xin mời em, hai em mời gọi khán giả đến với chương trình. Mời Thanh Duy cũng như Kali không còn biết nói gì hơn. Cảm ơn tấm chân tình của quý vị khán giả đó, bằng cách quý vị hãy đến với Số Đào Hoa 2. Quý vị ơi, Kali đến đây được 2 ngày rồi mà Kali rất là nhớ tất cả quý vị khán giả thân thương của Kali, tại vì một năm mấy rồi Kali mới quay lại. Cho nên Kali rất là mong được gặp gỡ tất cả quý vị khán giả thân thương của Kali vào ngày 14 tháng 12 tại Sài Gòn Bột Phong Nhân Hòa. Hy vọng là ngày đó quý vị đến đông đủ nha. Và nhớ gọi số điện thoại nha quý vị, 714-715-5864. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe. Và tất nhiên là sẽ có nhiều niềm vui và quà tặng trong dịp lễ Christmas và New Year sắp đến. Xin chào tạm biệt. Số Đào Hoa, Số Đào Hoa 2. Đại hội Minh Tinh kỳ 6, kịch đoàn Dương Nam Thúy Nguyễn, vở hài kịch Số Đào Hoa 2, đạo diễn Nguyễn Minh Trúc Nguyễn, quy tụ những ngôi sao sáng nhất: Ngọc Giao, Kiều Oanh, Hoàng Nhất, Quang Thành, Cẩm Thu, Quốc Tuấn, Hồng Loan, Mai Thế Hiệp, MC Thanh Tùng, và 5 ngôi sao điện ảnh: Lương Thế Thành, Thanh Duy, Trương Nam Thành, Thúy Diễm, Kali, tại Sài Gòn Performing Arts, chủ nhật ngày 14 tháng 12, với 2 xuất diễn 1 giờ trưa và 6 giờ 30 tối. Vé bán tại Trung tâm Thúy Nga, Bích Thu Dân, Bôn Sao Ticket, Bà Bầu Thúy Nguyễn, 714-715-5864, 715-5864.